Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Nghe Trang Đọc truyện Ngôn Tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay Trang xin gửi tới các bạn bộ truyện xuyên không hài hước của tác giả Tiên Tranh có tựa hề là Công Chúa Cầu Thân, chuyện có độ dài 49 chương. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ video để giúp cho kênh truyện phát triển hơn. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tập truyện nào donate cho Chan qua hình thức Chan đã ghi ở dưới mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6 Ngày tháng nhanh chóng trôi qua, tôi còn chưa kịp thích ứng với thân phận công chúa thì sứ đoàn rước dâu của Ngoã Lạc đã đến Đô Thành Chu Quốc. Theo như Tố Nhi đi nghe ngóng được thì bọn họ đến không ít người do Tam Hoàng tử Ngoã Lạc dẫn đầu. Ai cũng vênh váo như thể mắc ngọc trên đỉnh đầu, ai cũng không hiểu phép tắc, nhìn là biết ngõa lạc là nơi măn di mọi dợ. Tôi cười, cũng chẳng trách người ta được Nếu như thắng trận là chúng ta Đến đầu thành bọn họ thì có vanh vang như thể Nhị ngũ bắt bạn Tố nhì hỏi nhị ngũ bắt bạn là gì Lời chẳng buồn giải thích Tôi chỉ nói rằng tóm lại là rất vanh Tố nhì nói không giống nhau Ngày trước chúng ta cũng từng đánh thắng Ngoã lạc ngụ. Nhớ năm nào thượng vương gia Lĩnh quân đánh bại 10 vạn kỵ binh ngoã lạc Nhưng vương gia là người tốt Đối xử với mọi người ôn hòa nhân hậu Vậy thì bây giờ ông ta ở đâu sao lại để cho ngoã lạc chiếm uyển thanh tôi hỏi tố nhi sầm mặt nói rằng năm trước thượng vương gia qua đời rồi đúng là người tốt mệnh ngắn kẻ xấu thì sống nghìn năm tố nhi lại nói nghe nói vị tam hoàng tử này đẹp như tranh vừa lạnh lùng vừa tuấn tú ở ngoã lạc đã làm điên đảo không ít con gái tôi vừa nghe đã thấy hứng thú những tin lá cải kiểu này đi đến đâu chẳng được yêu thích bèn sai tố nhi mau mau đi dò hỏi thêm xem xem tam hoàng tử này rốt cuộc là người như thế nào Tố Nhi thấy tôi kích động, tưởng rằng chuyện liên quan đến quốc gia đại sự cuống cuồng chạy đi. Tôi chờ cô đi rồi mới thấy việc mình làm là thừa. Bà nói trước, lại thêm một anh trai chỉ để ngắm chứ không làm được gì. Kết cục Tố Nhi chưa kịp đi nghe ngóng được gì thì tôi đã có cơ hội tận mắt nhìn thấy đứa con trai tương lai. Hoàng đế anh trai bày yến tiệc thiết thái sứ đoàn ở tiện minh trị. Về lý mà nói thì công chúa chưa kết hôn, không được tham gia. Nhưng khổ nỗi, thằng con tương lai lại đích danh đòi tôi xuất hiện. Chuyện này tuy không đúng với lễ chế, nhưng người ta đã nói thế thì ai dám không theo. Tố Nhi vừa chỉ huy cung nữ giúp tôi mặc lễ phục, vừa cào nhau. Đường đường là công chúa một nước, mà để người ta gọi thì phải có mặt. Cứ như thể cô mới là người chịu oan ức chứ không phải tôi. Tôi nhìn cung nữ cài kim châm lên đầu mình và nghe Tố Nhi lại nhảy, nghĩ bụng sao mà lắm chuyện thế. Chẳng phải những người sống trong thâm cung đều là nhân tinh hay sao? nhìn cái cô tố nhi này thẳng như ruột ngựa chẳng có chút miêu trí nào không hiểu sao lại là tâm phúc của công chúa nữa nói thật tôi chẳng hề thấy tủi thân mà ngược lại còn phải cảm ơn đứa con chưa từng gặp mặt này hai tháng trời trong trốn thâm cung nếu không được ra ngoài chắc tôi phát điên lên mất con người tôi ấy mà không sợ nhất là náo nhiệt khó khăn lắm mới có cơ hội về quá khứ chẳng kịp xem cái gì đã phải quay về thì có thiệt không đợi bọn họ thu xếp xong xuôi nhìn vào gương Á! À? cả cái đầu kim quang lấp lánh, hơn 10 cây châm xếp thành hình cánh quạt nhìn như thể đuôi công. Hay, nếu không vì mấy cái châm toàn bằng vàng thì bà đây đã quẳng đi từ lâu rồi. Ba lớp trong, ba lớp ngoài của bộ lễ phục mặc vào, thêm bộ trang sức lấp lánh nữa, công nhận cũng có phong thái hoàng gia phết. Đến điện minh chỉ, từ sớm đã đèn đuốc sáng trưng, bữa tiệc cũng bắt đầu. Vừa vào cửa điện, bên trong lập tức im ắng, Mọi ánh mắt có đau khổ, có đắc ý Đều tập trung vào tôi Hoàng đế anh trai cao cao trên lòng tọa Quan sát bên phải là một thanh niên Đứng từ xa nên nhìn không rõ Hai mé dưới lòng tọa là các đại thần Một bên là Chu Quốc Bên kia là sứ đoàn Ngoã Lạc Phục sức Chu Quốc áo rộng tay áo dài Còn Ngoã Lạc thì tay áo hẹp Áo bó sát vào người Mới nhìn đã biết là Đến từ quốc gia giỏi cưỡi ngựa bắn cung Tôi chậm chậm tiến vào mỗi bước chân đều cố tỏ ra dáng vẻ một công chúa, tự biết mình cũng chẳng phải công chúa gì sắt, nhưng đã chót vào vai rồi, thì cũng phải diễn cho tốt đúng không? Không thì sau này sao dám lấy tiền công? Bên trái là người Chu quốc, có văn thần, có cả võ tướng, một vài lão thần mắt ngân ngân nước, còn các võ tướng thì đã nắm chặt nắm đấm họ chắc chắn nghĩ rằng sự xuất hiện của tôi trong bữa tiệc là sự coi thường của ngoãn lặc với đại chu một cô công chúa chưa kết hôn xuất hiện trong bữa tiệc của ngoại thần đây không chỉ là sự sỉ nhục với công chúa mà còn là nỗi sỉ nhục của đại chu trái ngược lại phía bên phải ai ai cũng cười vui dùng ánh mắt thăm dò đánh giá tôi đi đến chân bục cuối cùng cũng nhìn rõ sắc mặt hoàng đế anh trai và cả anh chàng ngồi cạnh nữa những gì Tố Nhi nghe ngóng được quả không sai Công nhận là rất đẹp trai Lại thêm đôi mắt hoa đào như cười mà không phải cười đang nhìn tôi nữa Tôi vừa hành lễ vừa thầm đánh giá tam hoàng tử Vinh Nhi đến ngồi cạnh chậm Hoàng đế anh trai nói với tôi rồi chỉ vào chỗ ngồi bên trái Tôi ngoan ngoãn gật đầu vòng qua mé bên trái quỳ xuống Hay lại phải quỳ không biết tí nữa có đứng dậy nổi không đây Phúc Vinh công chúa quả đúng là tương truyền xinh đẹp tuyệt trần Tên tam hoàng tử cười nói Hắn vừa dứt lời đã có tiếng cười từ trong những người ngõa lạc phát ra Còn đại thần Chu Quốc thì biến sắc Ai chẳng biết Phúc Vinh công chúa nổi tiếng vì tài năng chứ không phải vì tướng mạo Câu nói này rõ ràng là có ý châm chọc Xích, tôi chỉ thầm trong bụng Đúng là cái thể loại chẳng ra gì Chỉ là nói đều áp một câu thôi Có cần thiết mừng rỡ như thế không? Quay sang thấy nét mặt hoàng đế không sáng như trước Nhưng cũng chẳng tỏ ý gì Đa tạ tam hoàng tử khen ngợi Bổn cung thật không dám nhận Tôi mỉm cười Thấy mình thể hiện phong thái hoàng gia quá tốt Chỉ tiếc không thể tự vỗ tay khen ngợi mình Bổn cung cũng nghe nói Tam hoàng tử anh minh thần võ Thật không hổ thẹn là hoàng tử được sủng ái nhất quý quốc Anh trai hoàng đế cầm cốc Lên nhấp rượu Còn tam hoàng tử hơi nhếch mép Tỏ ý không quan tâm đến lời nịnh bợ này Bổn cung lần này đi cầu thân trước cũng vì tương lai sau này mà lo lắng nhưng nay thấy tam hoàng tử mới biết những lo lắng ấy là thừa tôi tiếp tục nói tiếng không to nhưng có thể nghe thấy rõ ràng từ mọi nơi trong điện tam hoàng tử hơi nhíu mày nhìn tôi không biết câu nói này có ẩn ý gì sau này cho dù hoàng đế quý quốc có quy tiên thì bổn cung cũng có nơi nương tựa tuy chỉ là mẹ kế nhưng ngã lạc từ trước tới nay đều dựa vào đạo hiếu trị nước nên tam hoàng tử có thể đối xử với bổn cung không tôi bổn cung tự nhiên có thêm một đứa con ưu tú thế này đúng là phúc tu hành từ kiếp trước chà cổ văn học không tốt không biết nói thế này có được không tôi chưa nói xong thì tam hoàng tử đã biến sắc con trai chưa kịp có phản ứng thì hoàng đế anh trai đã thất sắc quát vinh nhi không được nói linh tinh rồi quay sang xin lỗi tam hoàng tử vinh nhi còn bé không hiểu biết xin điện hạ đừng chấp tam hoàng tử chỉ lạnh lùng hư một tiếng cũng không đáp lời Tôi đành giả vờ biết lỗi cúi gặp mặt không dám nói thêm gì nữa. Hứ, tôi nhìn trộm cái tên tốt mã kia. Vanh đi, cứ vanh đi, bà đây chờ xem mi vanh đến mức độ nào. Hoàng thượng, bổn quốc muốn sớm nghênh đón công chúa về phồn đô hành đại lễ để hai nước sớm kết tình thân. Còn dần hai nước cũng bớt bị chiến tranh xâm hại. Tam hoàng tử nói với nụ cười đã thành công thức trên mặt. Hoàng đế anh trai gật đầu, ngày 23 tháng này được không? Chậm đã cho người xem, đây là ngày hoàng đạo. Nhưng theo bổn quốc thì lại là ngày mùng 9 tháng này Xin hoàng thượng tôn trọng phong tục của bổn quốc Hơn nữa chắc hoàng thượng cũng không hy vọng công chúa vì vội vàng đi cho kịp mà phải khổ lao Các đại thần đại chu phía dưới tỏ vẻ bất bình Ngoãn lạc đúng là ép người quá đáng Mùng 9 không phải là ngày kia sao Tôi thì chẳng cần hoàng đạo hoàng điếc gì sắt Chỉ mong sớm được ra khỏi cung Thẩm lão đầu đã nói Chỉ có thể giúp tôi chạy thoát sau khi lên đường Đi sớm ngày nào sẽ sớm nhìn thấy trời đất mênh mông bên ngoài ngày ấy Giờ hai tay tán thành luôn Hoàng đế anh trai gật đầu Vậy cũng tốt Điện hạ đã nói vậy thì Vinh Nhi mau quay về chuẩn bị Ngày kia mùng 9 Chấm sẽ tiễn người rời đô Tôi gật đầu, đứng lên lui đi Mà khổ nỗi quỳ cả nửa buổi Chân tê dại vẫn phải giả bộ không có gì Hay Cổ nhân cũng không phải dễ dàng gì Sau khi rời khỏi điện minh trị Với phong thái công chúa Tôi chạy học tóc về cung khiến đám cung nữ tưởng công chúa bị ức hiếp gì trong bữa tiệc, quay về lại nghĩ quẩn. Nào ai ngờ được là do bổn cô nương đầy phấn khích quá. Về đến địa bàn của mình, bắt đám cung nữ đứng bên ngoài, tôi bắt đầu sắp xếp hành lý. Cần mang thì mang, cần lấy thì lấy. Cổ đại hay hiện đại đi đến đâu cũng không thể thiếu được tiền. Túi đồ vẫn chưa xếp xong bên ngoài, đã có người báo thẩm lão đầu đến. Đến cũng thật đúng lúc, đỡ mất công sai người đi mời ông ta. Thẩm lão đầu cười cười, nhìn đống đồ trên bàn ánh cười trong mắt càng sâu làm hẳn thêm những nếp nhăn tôi bị ông chiếu tướng có phần ngượng ngùng nói tiền bối đừng cười tiểu nữ thấy đi đến đâu cũng cần đến tiền có đúng không ạ thẩm lão đầu chỉ cười đột nhiên lật tay để lộ con dao sáng loáng dí vào cổ tôi nhà đầu vì rốt cuộc là ai ông hỏi cái ông già này sao lật mặt còn nhanh hơn cả người ta lật sách thế lưng tôi ướt đẫm mồ hôi hỏng rồi Nhất thời đắc ý quên mất công chúa Phúc Vinh từ nhỏ đã sống trong hoàng gia, lớn lên từ nôi vàng nôi bạc, tuyệt đối không phải loại thấy tiền sáng mắt như sao. Tôi quay ra cười với ông một cách ngốc nghếch, che đậy sự hoang mang của mình. Tiền bối đừng đùa làm tiểu nữ sợ, tiểu nữ có thể là ai chứ? Tiền bối chứng kiến tiểu nữ khôn lớn gần 20 năm rồi lại còn hỏi câu đấy sao? Tuy ngươi giống Vinh Nhi, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác, đừng có lừa ta, cho dù đập đầu vào cột thì tính cách cũng không thể biến đổi nhiều đến vậy được. Tôi nhẹ nhàng đáp Vinh Nhi cũng biết mình biến đổi rất nhiều Không phải Vinh Nhi muốn thay đổi Mà do tình thế ép buộc thôi Hoàng thượng anh trai Từng nói sẽ sủng ái Vinh Nhi cả đời Mà nay thì sao Người ngoãn lạc vừa đến lời hứa của người ta đã không còn giá trị rồi Vì an nguy của đại chu Không cần biết phồn đô là thắc rồng hay huyệt hổ Người ta đều sẵn sàng tặng Vinh Nhi cho kẻ khác Nét mặt thẩm lão đầu có phần xúc động Tôi phải đổ thêm tí dầu nữa mới đủ Từ ngày tỉnh lại tiểu nữ biết có nhiều chuyện mình không nhớ lại được cũng có thể vì vinh nhi của ngày trước không muốn nghĩ đến nữa nhớ ra chỉ càng thêm đau khổ chi bằng quên lãng giống như một người được hồi sinh tiểu nữ là vinh nhi mà cũng không phải là vinh nhi tiểu nữ chỉ viết nói vậy thôi tin hay không là ở tiền bối thẩm lão đầu nhìn tôi chắc đang xác định lại độ chính xác những gì tôi nói ra một lúc sau mới thu đao lại hỏi ngày kia sẽ xuất phát tôi gật đầu thở phào nhẹ nhõm Xem ra tạm thời ông già này tuy nghi ngờ nhưng sẽ không tìm cách đối phó với tôi. Cái ông già này liệu có lợi hại như lời ông ta nói không? Có thần sẽ cứu thoát tôi trước mắt bao người thế không? Chưa biết bản lĩnh ra sao mà đã giao phó tất cả cho ông ấy. Đến lúc có biến cố thì biết làm sao đây? Thẩm lão đầu không làm khó tôi nữa. Còn tôi thì ôm hy vọng về tương lai tốt đẹp đi ngủ. Tối đó tôi nằm mơ cũng mơ thấy mình đang đếm tiền, bao dài đẹp, không kìm được cười thành tiếng. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đẫm một góc cối. chương 7 mùng 8 là một ngày gà bay chó nhảy bận rộn túi bụi hội tố nhi như thể có bánh xe dưới chân đến chỗ nào cũng chỉ thấy có cơn gió lướt qua thời gian quá gấp gáp mà lại có quá nhiều thứ cần thu xếp đây giống như đi cầu thân ở chỗ nào chứ có mà giống như đi tị nạn thì đúng hơn các cung nữ cho tất cả mọi thứ linh tinh vào trong dương còn tôi chọn những thứ bé bé đáng tiền giấu vào một chỗ hay thật đúng là ích ngồi đáy giếng chưa được ra ngoài mở mang thành ra chẳng biết cái nào đáng tiền hơn cái nào thôi đành cứ lấy vàng cho an tâm vậy tố nhi giúp tôi thu dọn tranh chữ trong thư phòng thực ra tôi rất muốn nói rằng đừng có dọn mấy thứ vô dụng ấy nữa có thời gian đi kiếm thêm vàng bạc tốt hơn nhưng mấy lần mở miệng ra lại ngại không dám nói nữa bà đây tuy không biết chữ nào nhưng phúc vinh công chúa lại là tài nữ có tiếng tôi mà nói thì sẽ hủy hoại hình tượng người ta mất do vậy đành mặc kệ tố nhi làm việc không cần thiết tôi thấy hứng thú khi tố nhi lấy từ trong ngăn kéo một cái hộp vừa bé vừa dài những thứ phải giấu đi thường là bảo vật bèn bảo cô mang đến cho tôi xem mở hộp thấy bên trong chỉ có một bức tranh khiến tôi thất vọng trong tranh là một cô gái mặc cung phục rất đẹp nét quyến rũ tỏa ra từ xương cốt người trong bức tranh này là ai tôi hỏi tố nhi về lý trí đã chấp nhận việc tôi mất trí nhớ nhưng về tình cảm thì vẫn có phần khó thích nghi công chúa đây là bức họa quý phi nương nương mẫu thân của công chúa mẫu thân đẹp như vậy sao tôi cầm bức tranh đứng trước gương đối chiếu tự dưng thấy thật thiệt thòi mình không có lấy một phần nhan sắc của bà bà mẹ của tôi đúng là không có trách nhiệm bản thân thì xinh đẹp như vậy mà không truyền cho con gái được tí nào phía dưới bức họa viết mấy chữ bé tuy hiếu kỳ nhưng cũng không thể nói với tố nhi rằng tôi không biết chữ nên đành gác lại có đem theo bức họa này không ạ à? tố nhi hỏi tôi gật đầu đã là chân dung mẫu thân mà không mang theo thì tố nhi sẽ nghĩ thế nào nữa lại nhìn vào người đẹp trong tranh mẹ ơi tuy mẹ không cho con chút nhân sắc nào nhưng ngay cả đi cầu thân con cũng không quên mang theo mẹ dọn dẹp đến tối mới xong để có thể lực dồi dào ứng phó với buổi lễ ngày mai tôi lên giường ngủ từ sớm có lẽ do quá hồi hộp nên nằm mãi mà không ngủ được đang mơ mơ màng màng thì nghe có tiếng người đi vào tưởng là tố nhi ngồi dậy quay ra nói tố nhi tôi không ngủ được bây giờ mấy giờ rồi tố nhi không trả lời khiến tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn không nhìn thì không sao vừa ngẩng lên tôi giật mình tí nữa thì rơi từ trên giường xuống hôm nay đổ cho bất cứ ai đến cũng không làm tôi kinh ngạc đến mức này cho dù người đó có là hoàng thượng đến từ biệt hay thẩm lão đầu đến thương thảo chuyện chạy trốn thế nhưng tôi không ngờ người đến lại là tam hoàng tử ngõ lòng Thị vệ của đại trù đầu hết rồi Sao lại có thể để hoàng tử nước địch Đến tận thâm cung của công chúa vào lúc nửa đêm thế này Đối mặt với ánh mắt lạnh băng của tam hoàng tử Tôi thấy mình tê dại Có khi nào đến giết người diệt khẩu Nhưng tôi có biết gì đâu Đến báo thù ư Nếu thế thì thật đúng là cái đầu hẹp hòi Tôi chỉ công kích một chút thôi chứ có gì to tát đâu Đang suy nghĩ Thì hắn ta đã đến trước giường Đầu của tôi dần ngả ra sau Theo từng bước chân tiến lại gần Và cuối cùng dừng ở góc 45 độ do tác động của trọng lực cầm dưới hướng xuống miệng tôi hé mở sao không hét anh ta cười nhạt hét có tác dụng không tôi lấy tay đẩy cầm mình lên cười gượng ha nửa đêm nửa hôm làm phiền đến người khác là không tốt mà cho dù không phiền đến ai thì phiền đến hoa hoa cỏ cỏ cũng không tốt đúng không tam hoàng tử giữ người ngay sau đó lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi Người thậm chí còn không thèm hỏi xem ta làm cách nào vào đây Bay mái chào tường chứ còn gì Trên tivi toàn diễn như vậy Sau đó điểm huyệt ngủ của mọi người trong cung Cho nên tôi có hét cũng vô ích Tôi bĩu môi nói Tưởng người ta ngu chắc Chứ ăn thịt lợn cũng biết lợn chạy thế nào chứ Nhìn nét kinh ngạc thoáng hiện lên trên gương mặt tam hoàng tử Tôi biết mình đoán đúng Thận không ngờ Tết này lại lợi hại như vậy Không biết là đến một mình hay là Đêm hôm khuya khuất Đến chỗ tôi là để buôn chuyện hay là uống trà Đừng nói anh bị mộng du rồi vô tình đi đến đây nhé Cung của tôi buổi tối đều phải khóa cửa Tôi xoa xoa cái cổ tê cứng của mình Nói Tam hoàng tử cười Liền sau cúi người xuống làm tôi vội vàng lùi lại Khổ nỗi chưa kịp lùi Thì cái cổ tội nghiệp đã nằm trong tay hắn ta chương 8 Khai thật Tuy không biết viết hai chữ này thế nào Tôi nào dám cạnh khóe người ta vào lúc quan trọng thế này Đành cười hì hì vậy đừng nói anh đến đây là để giết tôi nhé ngày mai tôi sẽ nằm trong tay rồi mà anh không chờ thêm được một buổi tối nữa à đừng tưởng nhầm phùng trần sở dương tôi là anh hùng hào hán gì tôi sợ chết cho dù chết ở thế giới này chẳng qua là quay lại thế giới hiện tại nhưng vừa mới đến chưa kịp làm gì thì đã chết không tức sao được tôi nhìn thấy gì đây ôi trời ơi tên này lại cười không chỉ cười mà còn cười rất đẹp làm tôi ngẩn người ra nhìn mẹ của hắn chắc chắn là đại mỹ nữ, nếu không sao lại sinh ra một thằng con đẹp trai thế này. nghĩ tới đây tôi không khỏi chạnh lòng vì sự hẹp hòi của bà mẹ quý phi của mình. hắn ta chẳng thèm để ý đến tôi bị mê hoặc, di chuyển tay từ cổ lên gò má làm tôi nổi hết da gà. người chẳng có vẻ gì là sợ hãi. sợ chứ? nói thật là tôi rất sợ đấy. tôi thành thật nói mà không hiểu tên này rốt cuộc muốn gì. yên tâm, ta đến không phải để giết ngươi. Có giết ngươi cũng không cần ta đích thân ra tay. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua môi tôi. Vậy thì tốt, thận cảm ơn trời đất. Tôi chắp hai tay lại thở phào, nhẹ nhàng lùi về phía sau, thoát khỏi tầm tay của hắn. Hắn ta cười nói khẽ, mà là đến để phá trình của ngươi. Á, à, đổ bệnh hoạn, sao lại có thể tự nhiên mà nói ra chuyện vô liêm sỉ như vậy chứ? Tôi đẩy tay hắn ra, cố lùi sau, kinh ngạc không nói được gì. Hắn ta nhản nhã ngồi trên giường, bắt đầu tháo giày. Tên này, tên này lại muốn lên giường nữa. Tôi hốt hoảng nói, anh đừng hẹp hòi như thế, tôi chỉ đá đẻo có mấy câu. Hơn nữa, con gái ngõa lặng chết hết rồi hay sao? Mà để đường đường tam hoàng tử phải đến tận hậu cung đại chu hái hoa. Không chỉ thế, nhan sắc của tôi cũng đâu xứng với anh. Anh hái tôi thế này không thấy thiệt thòi à? Chúng ta thương lượng nhé. Trong cung tôi có 36 kế, người người xinh đẹp. Anh đi hái bọn họ được không? 36 kế, a à, a à, nhâm nhâm là 36 phi tần anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhíu mày nói người đang ra điều kiện với ta còn tôi chỉ muốn tát vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy không phải là ra điều kiện mà là khuyên nhủ tôi muốn tốt cho anh ừ. hắn ta bắt đầu cởi quần áo anh lên giường với tôi xong sẽ bị ám ảnh đấy ừ. áo ngoài của hắn đã cởi ra rồi tôi vừa lùi vào trong giường vừa uy hiếp anh đừng có mà đến gần tôi không phải người bình thường tôi biết yêu thuận đấy trời ơi chẳng lẽ phải gọi đinh tiểu tiên đến bà đây vẫn chưa trời đã đã phải về sao hắn ta cười áo đã cởi chỉ còn hai ba trần giơ tay lên kéo lấy người tôi tôi đạp trần hét quân tử động khẩu không động tay vậy sao ngươi động chân tôi, tôi 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 là con gái với lại tôi không động tay động chân đấy chứ Người đúng là hay ho hơn ta tưởng hôm nay đành miễn cưỡng bản thân vậy hắn nói tôi bực mình cái loại ăn mày còn đòi sôi gấp. Nhân lúc hắn không chú ý, liền đạp một phát, đoạn tự tuyệt tông. Cút, bà đây không từ chối lên giường với dai đẹp, nhưng cũng không thích bị cưỡng bức. Tôi quát. Hắn ngẩn ra một lúc có phần không tiêu hóa được lời tôi vừa nói Nhân cơ hội tôi vội vàng bò đến đầu kia giường Nhìn một cách phòng bị Sắc mặt tên này xa sầm xuống Cười gần Đừng tưởng ta thích ngươi Đã nói rồi Ta đến chỉ là để phá trinh tiết của ngươi Sao lại phải phá trinh tôi ôm chân hỏi người giả vờ ngốc giả vờ gì chứ chẳng lẽ người không biết ngày mai trước khi xuất phát sẽ có cung nữ hai nước đến kiểm tra thân thể rồi điểm dấu thủ cung để biểu thị khi ra khỏi cửa người vẫn là gái trinh thế thì sao đầu óc tôi đang loạn lên không thể suy nghĩ được gì chỉ máy móc hỏi thế nào hắn cười người nói thử xem ngoãn lạc liệu có cần đến một cô công chúa không còn trinh trắng ác à, đã không cần đến vậy thì ép tôi đi cầu thân làm gì chứ Thế mà Thế mà anh dám ngang nhiên đến Cũng không thèm đeo mặt nạ Ngày mai tôi làm chứng Là do anh hại thì anh nói sao <laughs> Liệu ai tin Bà cào cho hai phát Rồi cắn cho mấy phát nữa rồi vết rành rành ra đấy xem bọn họ tin hay không tin Hơn nữa Ta dám đích thân đến thì sẽ có cách để ngươi ngày mai không giải thích được Hắn làm thế này là do hoàng đế ngõ lạc chỉ thị nếu thế thì khác gì cởi quần đánh rắm còn nếu không phải thì là vì cái gì chứ anh không muốn việc cầu thân thành công đúng không tôi đoán mò ánh mắt anh ta có vẻ chấn động xem ra đoán đúng rồi để chuyện cầu thân thất bại không chỉ có cách này tôi có cách khác tôi nghiến rằng nói anh ta nhìn tôi hoài nghi còn tôi trèo xuống giường lôi túi hành lý của mình từ gầm giường ra nói đưa tôi ra khỏi cung tôi sẽ chạy trốn một mình tuyệt đối không bại lộ ngày mai cũng không hành đại lễ được thế nào anh cũng chẳng phải hạ mình ngủ với tôi chẳng ta cúi đầu xem túi đồ trên tay tôi với nét mặt không thể tin nổi rồi lại quay đầu nhìn tôi như thể nhìn một quái vật thế nào anh không hề chịu thuyệt trong cuộc mua bán này trong túi này có những gì hắn lạnh lùng hỏi tôi giấu cái túi ra sau lưng vẻ đề phòng bà mất bao công sức mới gom góp được ít tiền đừng có mà thấy vàng lóa mắt không cho tôi xem Tên này vừa mỉm cười, ngay cả uy hiếp cũng chưa cần dùng, đã khiến tôi mất hết dũng khí, thành thành thật đưa túi đồ ra. Hắn mở túi đồ khiến trăm vàng, lá vàng trong túi rơi hết xuống đất, tôi xót của, ngay tức khắc quỳ xuống lượm lên. Cẩn thận chút không được sao, Phòng thì tối, nhỡ rời thiếu mất cái gì thì biết làm sao. Tôi vừa nhặt vừa trách. Thấy không có phản ứng gì, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thăm dò của anh ta chẳng thèm để ý tôi để gọn những lá vàng vào túi buộc cẩn thận rồi đeo lên vai nói anh có thể vào một cách dễ dàng thì đưa tôi ra không phải vấn đề lớn thế nào đưa tôi ra ngoài tôi bảo đảm sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh cô muốn ra ngoài làm gì giang hồ hành tẩu giang hồ ăn uống chơi bời kiếm tiền bao dai tôi cố hạ thấp giọng hai mắt phát sáng nhìn tam hoàng tử với chỗ vàng này ư ừ, tôi gật đầu đầy cảm động nếu tôi có đuôi thì chắc hẳn nó đang vẫy một cách kinh thiên động địa. Cô có biết một vật nhỏ bày trên cái kệ này cũng đáng giá hơn cả cái bao vàng của cô không? Anh ta chỉ vào kệ đồ bách bảo trong phòng và nói Thật không? Là cái nào? Tôi vội vàng chạy đến trước kệ đồ, nhìn n vật trang trí bằng ngọc bày trên đấy. Trời ơi, cái chỗ ngọc này mà đáng giá thế á? Đã thế phải cầm vài cái đi theo mới được. dáng vẻ kích động, tôi sờ cái này cầm cái kia quên sạch sành xanh cái tên đang ngồi trên giường anh bảo xem cái nào đáng tiền nhất tôi quay đầu hỏi không ngờ hắn đã đứng sau lưng tự khi nào và đầu vào cảm hắn đau điếng phúc vinh công chúa mà lại lấy trộm đồ trong cung của mình lại còn không biết trên kệ đồ cái nào đáng quý nhất anh xem lại mình xem vai trần thế kia mà không lạnh sao tốt nhất là mặc áo vào đi tôi cố tình nói lái đi anh ta chỉ cười gằn rồi tiến lên trước làm tôi phải lùi xuống sau lưng là kệ đồ không còn đường lui nữa rồi chống hai tay vào hai bên sườn tôi hắn khóa tôi trước người hơi thở lướt qua vành tai nói cô là ai công chúa thật ở đâu cái cái tư thế này hình như có phần hơi thân mật quá trong phim hàn quốc nhân vật nam chính nào mà chẳng giờ cho này tôi cố lùi ra sau cho đến khi lưng dựa vào kệ đồ thì không dám ngọ nguậy gì nữa chỉ sợ không cẩn thận làm đổ kệ đồ hay trên đó toàn là vàng là bạc Là cổ vật Không được xâm phạm đến văn vật Đấy là phạm pháp Anh ta phát hiện tôi không để ý đến lời nói của mình Lại lần nữa hận hận nói Nói mau công chúa thật ở đâu Xa tận chân trời Gần ngay trước mắt Tôi đắc ý đáp Ồ nhất quyết không khai thật phải không Anh ta ghé gần tai tôi cười Đôi môi lướt qua vành tai làm tôi dùng mình Cái tên này muốn làm gì Thế này thế này Rõ ràng là đến mê hoặc con gái nhà lành mà Tam hoàng tử, xin hãy tôn trọng một chút. Củ cải tuy bé nhưng vẫn là bậc bề trên, tôi dù sao cũng là mẹ kế của hoàng tử đấy. Nghe tôi nói xong, người anh ta sững lại, đứng cách xa tôi hơn một chút. Khó khăn lắm mới thở phào, tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu. Lúc nãy sợ quá, tí thì quên phải thở. Nhưng chờ đến khi nhìn rõ gương mặt hầm hầm ấy, tôi chỉ hận muốn tát cho mình một phát. Hai, sao lại nói đều người ta nữa rồi? nhỡ làm người ta bực mình thì chết chắc tôi sợ hãi nhắm mắt mím môi chờ đợi cơn thịnh nộ đợi mãi đợi mãi mà không thấy gì mở mắt ra nhìn trộm thì không ngờ thấy tên này đang cười vội vàng niệm phật đêm không sợ nghe tiếng mèo khóc chỉ sợ nghe tiếng mèo cười thế này thì chắc chẳng có gì tốt đẹp quả nhiên nghe thấy tiếng hắn vừa cười vừa nói nếu bây giờ ta giết cô thì công chúa thật có xuất hiện không không tôi lập tức đáp lại ồ vì tôi chính là công chúa phúc vinh đã đến nước này thì giả cũng phải biến thành thật, chứ đừng nói tôi vốn dĩ là công chúa thật, chỉ sợ trần trừ một chút thôi là toi mạng. Nghe nói Phúc Vinh công chúa là tài nữ. Đúng, tôi xác nhận, tên này có khi nào muốn kiểm tra? Ồ, anh ta nhìn qua những thứ bày trên thư án cạnh kệ đồ rồi nói, vậy thì công chúa chắc phải thuộc lòng cuốn thượng tử. Xòa tử đã là gì? Bổn cung học thuộc lòng từ khi mới 7 tuổi. Tôi vội khẳng định, mà trong lòng ngờ vực Sao lại có sách gì tên là xóa tử? Khóe mép hắn giật giật liên hồi rồi nói Vậy xin hỏi công chúa Xóa tử chương thứ 73 viết về cái gì? Viết cái gì à? Trời ơi, hỏi tôi viết cái gì kia? <laughs> tôi bắt đầu cười lớn như thể vừa nghe chuyện cười Cố kéo dài thời gian đã Bọn cung nữ kia chết hết rồi hay sao hả? Sao vào đây cười to như vậy mà không thấy động tĩnh gì? Cho dù có chúng tước mê thì cũng phải sắp tỉnh lại rồi chứ. Tên đó thấy tôi cười cũng cười theo Một lúc sau tôi không cười nổi nữa Đành giả vờ mình đang cố gắng nín cười Nói Tam hoàng tử có vẻ xem thường tôi quá Tôi đã nói Mình học thuộc cuốn sách này từ khi 8 tuổi Mà hoàng tử vẫn cố tình hỏi câu hỏi đơn giản này Đúng là khinh thường người khác quá đáng 8 tuổi Không phải 7 tuổi sao Anh ta cố ý giả vờ kinh ngạc hỏi Ha ha Tôi gượng cười Bảy tuổi là đọc thuộc lòng từ trên xuống Còn 8 tuổi là đọc ngược từ dưới lên Hắn cười thành tiếng Tức là có thể đọc chương 73 ngược từ dưới lên Đương nhiên tôi tự hào nói Đột nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ làm tôi lo lắng Không biết là thẩm lão đầu hay có ai khác đến cứu nguy Nhìn theo tam hoàng tử thấy hắn im lặng nghiêng đầu nghe Công tử thời gian không còn sớm đến lúc phải đi rồi từ bên ngoài vang lên giọng nam trầm Ai, hóa ra là đồng bọn tam hoàng tử nhìn thấy nỗi thất vọng trên mặt tôi chỉ cười quay lại giường mặc áo tôi không dám tin nhìn mình được buông thà dễ dàng thế này chăm chăm nhìn theo lát sau anh ta mặc xong quần áo liền đi ra ngoài cửa anh không giết tôi nữa à hắn gật đầu giữ lại cô để sau này dùng vào việc khác cũng không hái hoa nữa chết thật không để ý gì cả nghĩ gì nói nấy anh ta quay đầu đá lồng nhèo cười đều thất vọng rồi à hay là tôi miễn cưỡng mình thêm chút nữa À, ấy đừng tôi xua tay mời anh mau đi cho đừng miễn cưỡng bản thân làm việc mình không thích anh ta không nói gì thêm mở cửa lách ra ngoài bên cạnh còn có một người nữa cúi đầu bẩm báo mấy câu rồi hai người biến mất trong chớp mắt tôi lê chân lên giường nghĩ thầm đây đúng là không phải nơi người ở nhỡ đâu có thích khách đến muốn giết tôi thì chẳng phải đến là giết ngay được hay sao chương 9 mọi thứ như dừng lại im ắng không một tiếng động. Bỗng nhiên từ bên trong hàng ngũ quan văn vang lên tiếng khóc như đứt gan đứt ruột. Công chúa, lão thần bất tài để công chúa phải chịu sự sỉ nhục. Tôi quay đầu xem, một ông già 70 tuổi quỳ dưới đất khóc, vừa khóc vừa đấm ngực rồi lại dập đầu xuống sàn. Tôi chưa kịp định thần lại thì lại thêm cả một đám người nữa quỳ xuống, các đại thần của đại chu ai ai cũng ngấn nước mắt còn phía dưới khán đài binh sĩ cũng nhất loạt quỳ động tác đều tam tắp tôi đoán biểu diễn khai mạc olympic 2008 cũng chỉ đều được đến thế là cùng cả điện chỉ còn sứ đoàn ngõ lặc cùng hoàng đế anh trai và thái phi vẫn đứng nguyên còn lại đều quỳ xuống cùng tôi trên đài dưới đài chỉ có tiếng khóc ai oán Tôi biết mình bây giờ tuyệt đối không được ngồi không trốn mắt ra nhìn mọi người như thế Bây giờ không khí tốt như thế này, bản thân cũng phải làm cái gì đó phối hợp với mọi người, không thì phí. Khóc, bắt buộc phải khóc. Tôi phải làm thế nào để khóc như hoa lê sau mưa mới được? Nhưng sao mình không khóc được thế này? Rõ ràng tâm trí đang sướng bắt điên vì thoát khỏi cái cũi, chẳng có lý do gì để khóc. Phải tìm lý do. Hu hu, trong cung có nhiều đồ cổ như thế, không biết bọn Tố Như đã kịp thu dọn hay chưa? mà già có thu dọn rồi thì tôi cũng đâu mang được hết đống đổ nặng trịch ý chạy trốn đâu cả đống tiền chứ ít gì thẩm lão đầu bây giờ đang ở đâu có khi nào tin nhầm người không nhỡ đầu ông ta chẳng giúp được gì thì sao tôi có trốn được không đây giả dụ không chạy trốn được thì phải lấy tên hoàng đế già Xọm kia thật sao liệu ông ta có đẹp trai như tam hoàng tử không sao không cho tôi ăn cơm có biết lúc này tôi đang đói lắm không hả ngay cả nước cũng không được uống một giọt ấy cái mũ này sao mà nặng thế không biết, cả quần áo nữa, dày thế này, nặng thế này, đẻ bẹp người ta rồi còn đâu? Đinh Tiểu Tiên, cái đồ không có lương tâm, dám đầy đọa tôi như thế này. Nước mắt cuối cùng cũng rơi như nước Trường Giang làm ướt cả một khoảng sàn nơi tôi đang quỳ. Cuối cùng, khi tôi đang tính xem mình diễn giỏi thế này thì lúc về hiện tại nên đi làm đạo diễn thay diễn viên thì nghe tiếng lễ quan, lễ bế mời công chúa khởi hành trời 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 cuối cùng cũng kết thúc rồi tôi cố đứng dậy mà quần áo nặng quá phải có tố nhi và một cung nữ nữa đỡ mới đứng lên nổi người ngoài nhìn vào thì chắc tưởng công chúa vẫn chưa hết đau buồn tố nhi cùng hoàn nguyệt dìu tôi xuống đài đi ra xa giá đi ngang qua chỗ tam hoàng tử tôi ngó trộm vẻ mặt nửa cười nửa không của hắn hay không biết trên đường đi sẽ thế nào đây "Tên này có khi nào dễ dàng bỏ qua cho tôi?" Tam hoàng tử đích thân đỡ tôi lên xa xá khiến tôi sướng rún cả người. "Diễn kịch rất đạt, phúc vinh công chúa." Hắn nói nhỏ vào tai tôi. "Hi hi, quá khen quá khen." Tôi cười, đau buồn đến mức này rồi mà tay không quên giữ chặt ngọc Như Ý. Hắn cười khẽ. Lúc này tôi mới nhìn xuống tay mình. Ngọc Như Ý chưa hề rời tay, mà tôi phút chốc đỏ bừng. Hay bản tính tham lam khiến tôi cầm ngọc như ý một cách vô thức Để tránh phải nghe tên kia mòi móc thêm điều gì Tôi vội vàng trèo lên xe kiệu Gọi là xe kiệu vì nó vừa giống xe lại vừa giống kiệu Xe bốn ngựa kéo, khoang xe làm giống như kiệu Không những thế còn phân làm hai gian Gian vé bên ngoài giống như cửa vào một căn hộ Còn bên trong là nơi tôi ngồi Không gian không vé Khoảng 2 mét rộng, 3 mét dài Bên trong không chỉ phủ một lớp thảm dày, gối tựa còn có bàn vé, tóm lại có vẻ giống như một căn phòng ngủ đơn giản. Cái xe này mà đem so với hiện đại thì phải tương đương với một cái máy bay cỡ nhỏ hay ít nhất cũng là Rolls Royce. Xe bắt đầu rung chuyển, chắc là xuất phát rồi. Tôi vừa đặt mông xuống thì Tố Nhi và Hoàn Nguyệt cũng tiến vào, nhìn dáng vẻ của tôi, tưởng lại xảy ra chuyện gì, bèn vội vàng quỳ xuống xem. Nước, thức ăn, tôi thều thào. Với cả bóc bộ da trên người tôi xuống, bí thở chết mất. Tố Nhi vội rót trà rồi lấy điểm tâm đưa cho tôi nói, "Công chúa, chịu khó ăn tạm cái này trước." Tôi uống một mạch hết cốc trà, rồi nghiến ngấu chỗ bánh quế, hai người bọn họ thì giúp tôi tẩy trang, lễ phục vừa cởi ra, người lập tức thấy nhẹ như chim. Đội xe ra khỏi cung, đi qua đường phố, bên ngoài ồn ào kinh khủng, nhìn qua hai bên cửa sổ trong số người dân đang quỳ bên đường có rất nhiều người đang khóc. Tôi chợt nghĩ hoàng đế anh trai gả tôi đến ngõ lạc không chỉ để tỏ ra yếu thế hơn mà còn là kế kích động lòng dân. Không khó để thấy biểu hiện của văn võ bá quan lúc nãy và của cả người dân bây giờ với sự ra đi của tôi không hề làm họ nhụt chí mà còn làm họ có thêm ý chí, lý do để phấn đấu. 5 năm năm, 5 năm năm sau, có thể những lời của hoàng đế anh trai sẽ biến thành hiện thực. Tôi giật mình không biết mình nghĩ nhiều thế làm gì. Tất cả những thứ này chẳng có gì liên quan tới phùng trần sở dương, trân trọng sinh mệnh, rời ra cung đình mới là thượng sách. Chương 11 Trong thành nội, tốc độ của đoàn xe không nhanh, phải đi mất gần một tiếng mới ra khỏi cổng bắc, rồi nhập vào 2.000 kỵ binh ngõa lặc đóng quân ngoài thành. Thẩm lão đầu, không biết ông lão này đang ở đâu, trong đoàn xe hay là đi theo sau, Buổi trưa đoàn xe không cám trại nghỉ ngơi mà chỉ dừng phút chốc rồi lại lên đường. Ở điểm này cổ đại chẳng tốt chút nào, giao thông không phát triển, đi ngày đi đêm mà phải một tháng sau mới tới được mã lạc. Gần tối, Tố Nhi từ ngoài vào, thấy bên cạnh tôi chỉ còn hoàn nguyệt. Liền lấy ra một phong thư, công chúa, thẩm thị vệ cho người mang tới. Thẩm lão đầu, vừa mới nghĩ tới ông ta xong, tôi cầm lấy bức thư, bên ngoài không có gì ngoài dấu niêm phong bảng si. Vừa mở ra đã thấy mười mấy chữ thừa thớt Tôi nhìn vào Mẹ ơi chẳng có chữ nào mình viết Thẩm lão đầu cố ý Trời tôi hả Không nói gì lệ rơi đầy mặt Công chúa Hoàn Nguyệt gọi khẽ Tố Nhi cũng nhìn tôi ngạc nhiên Tôi định thần lại Tay vẫn cầm bức thư Trong thư viết những gì Không biết có quan trọng không Tôi nhìn qua Tố Nhi và Hoàn Nguyệt Không biết ai trong hai người thân thiết với Phúc Vinh hơn Bây giờ muốn viết thư viết gì Chỉ có thể trông cậy họ Nhưng tôi nên tin tưởng ai đây Còn nữa làm sao để giấu việc mình không viết chữ Tính toán một lúc mới nghĩ ra kế Tố Nhi cùng Hoàn Nguyệt đang chằm chằm nhìn tôi Thì tôi đưa thư cho Tố Nhi Tố Nhi xem xong lập tức thất thanh Nói Công chúa Tôi gật gật đầu mà bụng tò mò không biết thư viết gì Hoàn Nguyệt ở bên cạnh không hiểu mọi chuyện ra làm sao Tôi nhìn sang bảo Tố Nhi đọc cho Hoàn Nguyệt nghe đi. Tố Nhi lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn Hoàn Nguyệt một cái rồi nói với tôi, nô tỳ vô phép. Rồi đọc nhỏ, nhà đầu, Hoàng thượng có vẻ phát giác ra sự việc, ta không rời ra được, đã thông báo mọi người sẽ có một chàng trai tên là Nam Cung Việt thay ta đến cứu ngươi, ngươi tự mình chuẩn bị cho tốt. Thẩm lão đầu, ông có đùa không vậy? Nam Cung Việt lại chui đầu ra một Nam Cung Việt, mà cũng không nói rõ thời gian, người như thế nào thì tôi chuẩn bị cái gì? Tố Nhi đọc xong, tay cầm thư vẫn còn run run. Hoàn Nguyện thì mặt trắng bệch, hai người bọn họ cùng nhìn nhau rồi đồng thời quỳ xuống. Xin công chúa thương lấy bọn nô tỳ. Sao? Lời của bọn họ làm tôi không hiểu. Tôi còn không biết tìm ai thương mình đây. Hai người lại làm sao nữa? Tố Nhi hai tay chống xuống sàn, vừa dập đầu vừa khóc. Công chúa mà mất tích thì mạng của nô tỳ cũng chẳng còn xin công chúa vì chúng nô tỳ đã hết lòng phục vụ mà thương lấy chúng nô tỳ, xin đừng có ý định chạy trốn. Xin công chúa thương chúng nô tỳ. Hoàn Nguyệt cũng không ngừng khóc và dập đầu. Thế này là sao? Tôi cuống lên, đều đứng hết dậy, đừng nói ta trốn được hay không, cũng chưa thể chắc chắn, kể cả trốn được thì ta có thể bỏ rơi hai người không? Nếu ta đi tự nhiên sẽ đem hai người đi cùng. Tôi dỗ dành, bây giờ cũng chỉ có cách dỗ bọn họ, không thể để lộ tin tức ra tố nhi và hoàn nguyệt nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn nét mặt không dám tin công chúa nói thật đổ ngốc đương nhiên là thật ta nói dối hai người khi nào phúc vinh xin thề nhất định không bỏ rơi hai người tôi thề mà lòng thầm nhủ chúa ơi đây là phúc vinh thề chứ không phải phùng trần sở dương có trách cũng đừng trách con tố nhi và hoàn nguyệt sụt sùi cười xem ra cả hai người đều không chịu đi ngoãn lặc tôi nghĩ không biết nam cung việt có làm được trò trống gì không chỉ sợ đến lúc đấy bà đây vẫn phải tự lực cánh sinh. Đem theo hai người, tối mà đem theo thì chẳng thà đem luôn 36 kế, rồi đường đường chính chính đi gặp tam hoàng tử. Mở bữa tiệc tạm biệt cho rồi, đúng là nằm mơ. Nhìn vẻ mặt cảm động của hai người họ, tôi thấy thật tội lỗi. Xin lỗi, cũng không thể trách tôi được. Không phải do tôi ích kỷ mà ai chẳng muốn mình sống sung sướng. Hộ vệ, thị nữ, ca tần, thêm cả đội nghênh thân của ngoã lặc tổng cộng ba nghìn người đi trên đường dài thành mấy dặm đến tối đoàn xe đã cách đô thành năm sáu mươi dặm trời đã muộn đoàn xe cắm trại cạnh sông nghỉ qua đêm tôi ăn tối trong lều của mình rồi đuổi tối nhi ra ngoài định chuẩn bị xếp đồ đạc mũ phượng chiếm diện tích quá lớn làm thế nào cho nó bẹp xuống để còn nhét xuống đáy túi đây túi đồ không được to quá mà cũng không được nặng quá để đến lúc trốn không bị vướng víu nhưng nhìn cả đống vàng bạc châu báu tôi bỏ cái nào đây? Đang chần chừ cầm lên đặt xuống thì nghe thấy tiếng cười sau lưng. Tôi quay lại nhìn, lại là tên tam hoàng tử. Hắn không biết thế nào là tránh mặt sao? Sao anh vào mà không thông báo trước một câu? Tôi tức giận. Tên đó nhớ mày. hử ừ. Tôi lập tức nhớ ra tình cảnh của mình. Bây giờ có trọi với ai cũng không thể trọi với hắn. Mạng của mình đang nằm trong tay hắn. Hi hi, Tôi lập tức đổi giọng, cười gian manh Báo trước một câu để tôi còn ra cửa đón tiếp chứ Có lẽ do tôi đổi giọng nhanh quá Tên đấy nhất thời ngẩn người ra rồi ngay sau đó cười khinh thường Hắn đi tới ngồi cạnh tôi Tôi lập tức ngồi dịch về phía sau Nhưng lại bị tên này kéo lại Sắn tay áo lên, kiểm tra vết thủ cung trên tay tôi Giữa ánh đèn, dấu thủ cung càng thêm đỏ thắm Làm gì? Anh muốn gì? Hắn không thèm để ý đến tôi đột nhiên đưa tay định lau dấu thủ cung làm tôi vội vàng dùng tay che đi làm cái gì thế lau mất rồi anh có chịu trách nhiệm không tôi còn lâu mới tin cái trò thủ cung này chẳng có chút căn cứ khoa học nào do đó càng phải để ý nó ít nhất là trước khi tôi chạy trốn không thể để nó biến mất tên đó cười thủ cung của gái trinh lau không sạch được nhưng tôi có cách làm cho nó biến mất tin không tôi dùng mình ra gà nổi khắp người tin 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 tôi tin tôi vội vã nói hắn không moi móc lời tôi mà rất tự nhiên gối đầu lên tay nằm xuống thảm chẳng có vẻ gì là khách khí làm tôi bối rối không biết nên làm sao rồi đột nhiên hắn nói một câu không ra đầu cũng chẳng ra đuôi bên ngoài trời rất tối tôi giữ người một đứa ngốc cũng biết là trời tối rồi hắn lại nghĩ cái gì thế quanh đây đều là núi nếu như nửa đêm chạy ra ngoài chỉ sợ rằng chưa kịp hiểu ra chuyện thì đã nằm trong bụng dã thú rồi Hắn vừa dứt lời thì có tiếng xoáy gầm từ ngoài vọng vào. Tôi giật mình, phối hợp ăn ý thật đấy. Tôi liếc hắn, không tin tên này đến chỉ để nói mấy câu không ăn nhập gì với nhau, hay là đến để cảnh cáo. Ý thật của hắn chỉ sợ là, Phúc Vinh, cô ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Bên ngoài toàn là người của tôi, đừng có ý định chạy trốn. Tiếc rằng bà đây từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, nhưng buổi sáng tôi mới nhận được thư của thẩm lão đầu, trời vừa tối hắn đã đến cảnh cáo tôi có khi nào lại ngẫu nhiên trùng hợp thế hay là hắn đã biết cái gì rồi rồi lại nghĩ tối qua hắn đột nhập vào cung là vì cái gì hắn nói rồi nếu phải giết tôi thì không cần hắn phải đích thân ra tay nhưng chẳng lẽ hái tôi thì cần tự mình làm bọn họ bao nhiêu người thế mà chỉ có mình hắn là gà trống à mà sao lại có chuyện này được vậy thì mục đích tối qua tuyệt đối không như những gì hắn nói rốt cuộc là vì sao có khi nào có nội gián ngoãn lặng trong đám cung nữ của tôi phúc vinh công chúa sau khi đập đầu vào cột có phần khác trước tên này nghe thấy tin bèn tự mình đến kiểm tra xem công chúa có phải hàng giả hay không cũng không đúng nếu vậy thì cũng đâu cần phải đích thân làm nhất thời không nghĩ ra nhưng có một điều có thể khẳng định là quanh tôi có nội gián nội gián liệu là ai đấy tố nhi hoàn nguyệt hay là một ai khác tên này thấy tôi im lặng đột nhiên vươn tay kéo tôi một phát chẳng hề phòng bị tôi lập tức ngã lên ngực hắn làm hắn khó chịu nói không ngờ cô cũng nặng thật đấy tôi chỉ tiếc mình không nặng thêm chút nữa đặt mông ngồi xuống cho hắn chết dí luôn nhưng đầu qua thì mặt hắn ở trước mắt làm tôi có phần không tự nhiên tôi chống tay cố bỏ dậy vừa dùng lực thì nghe tiếng kêu cúi đầu hóa ra mình vội vàng không để ý đã chống tay vào bụng ai đó hắn nghiến răng lại kéo tôi xuống lần nữa chớp mắt đã lật tôi xuống dưới Lần này tình hình càng tồi tệ Thành ra tôi ở dưới hắn ở trên Không những thế trọng lượng của cả người hắn Đều đè lên người tôi Tôi chỉ thấy khó thở Bụng bị đè rất khó chịu Tôi cố hết sức hít vào Nhưng hít mãi mà chẳng được tí không khí nào Càng thêm bực mình Chửi đổ khốn nạn Ngồi dậy đè bẹp tôi rồi Hắn không thèm động đậy Tôi hối hận mình ăn tối quá nhiều Bị hắn đè cho một phát Thấy thức ăn như muốn trào lên miệng cái cái tư thế của anh Anh không cảm thấy tình cảm quá sao Tôi hỏi một cách đứt quãng Hắn nhìn tôi như thế Tôi khó chịu là điều rất đáng vui Có có, gì thì từ từ nói Bà à tôi, tôi nhận thua rồi Hết rồi hết rồi Không ngờ Phùng Trần Sở Dương lại có ngày chết Vì bị người khác đè Hắn hơi nhấc người lên khiến tôi dễ hít thở hơn. Tôi vừa tranh thủ hít lấy không khí, vừa vòng tay chắn trước ngực, tạo khoảng cách giữa hai người đầu gối thì co lên thúc mạnh lên phía trên tên này phản ứng công nhận nhanh người nghiêng qua một bên kịp thời tránh khỏi chiêu tuyệt tử tuyệt tông của tôi sau đó dùng chân đè chặt chân tôi chỉ dùng một cánh tay mà giữ tôi chặt cứng muốn động đậy cũng không được thật là vô lý đây đúng là yếu điểm của con gái thiên sinh sức lực đã yếu hơn người ta làm tôi tức muốn chết cô tò gan thật đấy tên này không âm không dương nói Tôi cười, tám hoàng tử cũng to gan đâu kém, dám ba lần bảy lượt trêu gạo mẫu phi. Đừng tưởng tôi nằm trong tay anh thì tôi sẽ sợ anh, mọi người cũng giữ thể diện cho nhau, chúng ta sau này còn gặp mặt nhiều, tam hoàng tử hà tất phải làm vậy. Hừ, đừng tưởng bà nhường hai lần tức là dễ bắt nạt nhé. Nếu tôi không giữ thì sao? Vậy thì anh muốn thế nào? Giết tôi. Tam hoàng tử đi đón dâu, đến nửa đường cô dâu đột tử, phụ vương của anh chắc cũng chẳng tin nổi. Đương nhiên tôi không giết cô, Tam hoàng tử lướt tay qua mặt tôi, xuống cổ rồi tiếp tục lần xuống dưới, không có vẻ gì là muốn dừng lại, lại muốn phá trinh. Tôi cười nhạt, chẳng lẽ tam hoàng tử chỉ có thủ đoạn đó thôi sao? Tôi giơ cánh tay lên chỉ vào dấu thủ cung, "Đừng quên tôi còn cái này, nó mà biến mất, chờ đến phồn đô, hoàng đế mà hỏi thì tôi là thân con gái, lại không có chủ kiến, chẳng dám chắc sẽ nói ra những chuyện gì." Đến lúc ấy sợ rằng lão hoàng đế. Tam hoàng tử nghe tôi nói xong, đột nhiên cười ra tiếng một lúc sau mới dừng lại được thì thầm vào tai tôi cô tưởng cái đấy dễ biến mất lắm sao nói rồi tay lần vào trong áo của tôi tôi chỉ thấy phía trước ngực hơi chật chưa kịp phản ứng gì thì môi của hắn đã lại gần tên khốn kiếp dám ăn đậu phụ của bà đây bà quay về quá khứ là để ăn đậu phụ của giai đẹp không ngờ động đến thì đậu phụ của chính mình bị bán đi trước đừng động đấy không ai nói với cô rằng khi ở dưới đàn ông thì không được độc đậy lung tung sao hắn khản tiếng nói hình như đúng là có người đã từng nói như vậy tôi tức giận nhìn nhưng tên này coi như không thấy cố tình cúi đầu xuống định hôn tiếp tôi vội vàng quay mặt đi làm cái hôn rơi vào má đôi môi mềm mại thuận theo cổ từ từ đi xuống phía dưới như muốn hội tụ với bàn tay đang để ở trên ngực tôi của hắn người đâu tôi gào thét hắn không có động tĩnh gì cút đi khốn nạn tôi chửi hắn vẫn không thèm để ý đến tôi chúng ta có gì từ từ nói được không tôi cố kiềm chế sự hoảng loạn tay của hắn không biết chạm vào chỗ nào mà tôi chỉ thấy toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực chúng ta đều là người thông minh đừng làm thế tôi sai rồi tôi sai rồi không được sao tên đó không nói gì chỉ gật đầu nhìn tôi nửa cười nửa không luồn tay ra sau lưng nhấc người tôi lên khỏi thảm rồi lại vùi đầu xuống ngực tôi tiếp tục hôn ăn hiếp người quá đáng hổ không ra uy ngươi tưởng ta làm mèo hét à tôi vòng hai chân kẹp chặt eo hắn hai tay dùng hết sức ấn mắt hắn vào ngực mình và đây làm thế cho ngươi ngạt thở chết luôn hắn không ngờ tôi có phản ứng thế này muốn ngẩng đầu lên nhưng bị tay tôi giữ chặt đôi tay vốn đặt ở mé người tôi cố hết sức mới rút được ra mặt thì đỏ bừng có phần tức giận Cô là cái thể loại công chúa gì thế hả Hắn giận dữ Còn anh lại là loại hoàng tử gì Tôi quát lại Lúc này mặt hắn đã đổi sang vẻ càn quấy mọi khi Nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên cười Tay lại vươn về phía người tôi Tôi sợ hãi Muốn dùng lại chiêu cũ nhưng hắn đã rút kinh nghiệm Lên gần làm cổ cứng như cái cột Làm tôi níu mãi mà không được Tôi hốt hoảng Hai tay ôm lấy cổ hắn Chân càng quắp chặt eo Cả người dính vào người hắn không để lại một khe hở Lần này thì tay người hết cách ăn đậu phụ của bà rồi nhé. Tôi thầm nhủ. Hắn thấy tôi dở trò đó, bèn hai tay chống đất, nửa quy nửa bo, Nhưng tôi vẫn bám chặt. Bà hôm nay cho người cả cái lưng còn ở phía trước. Nói gì thì nói, cũng không thể cho người ăn đậu phụ, lợi dụng nữa. Hắn lấy tay định gỡ cánh tay tôi, nhưng tôi càng ôm chặt. Đến cả đầu cũng dính vào một bên đầu hắn, làm hắn muốn hôn cũng chẳng hôn được. Chưa thấy ai ương bướng như cô. Hắn có phần giờ khóc giờ cười, chưa thấy ai vô lại như anh Tôi nói cứ như thế này Cầu giờ cũng được rồi Hắn đứng dậy tôi giống như con chuột Vẫn bám chắc không rời tay chân Hắn lắc lắc nhưng tôi không động đậy Buông tay Không chết cũng không buông Trừ phi anh hứa sẽ không làm thế này nữa Tôi đáp bà từ trước tới giờ Chưa nhẫn nhịn thế này bao giờ đâu Hôm nay nhịn như thế là đủ rồi Thật không chịu buông Giọng nói của hắn có phần uy hiếp Đầu có thể rơi, máu có thể chảy Đậu phụ không thể mất tôi gào xem ai sợ ai nào nhất quyết không buông đấy xem ngươi làm gì được đậu phụ à à danh tiết tôi sửa lại được hắn lùi hai bước tay giang ngang như chữ đại Cầm cúi xuống nhắm đôi mắt hoa đào anh làm gì tôi sợ hãi cái tên này lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa hắn ta không đáp chỉ mỉm cười rồi đột nhiên ngã xuống trước tôi chỉ thấy thân mình hướng về phía sau rồi tiếp đó đau điếng a à! tôi thảm thiết hết cũng chẳng thèm để ý gì nữa tay chân lập tức buông ra tôi sắp nôn ra máu rồi tôi chắc chắn sắp nôn ra máu rồi tôi dùng tay xoa xoa eo xong rồi sống lưng quả này gãy làm đôi rồi hắn trườn từ trên người tôi xuống chống tay nằm cạnh giường nhìn tôi cười cợt tôi vừa lườm vừa rên rỉ hắn dần nghiêm mặt hỏi đau lắm à tôi lườm nói anh tự mình thử xem đồ dở hơi Đương nhiên là đau rồi Ây ra đau chết mất thôi Tên này đứng dậy bế tôi lên Lại muốn làm gì nữa Đồ khốn kiếp, lại định đập chết tôi à Hắn không nói gì Chỉ ôm tôi rồi ngã về phía sau Lần này tôi ngã lên người hắn Chạm vào vết thương lúc nãy đau điếng Đấm hắn một phát tôi quát Anh bị bệnh à, đổ óc bã đậu Hắn lần này không có phản ứng gì Hỏng rồi Hay là ngã đập vào đầu Thành đồ ngốc luôn rồi Tôi tò mò nhưng nhìn lại lại thấy nét dịu dàng chưa từng có trên mặt hắn. Tôi tên Thừa Đức, còn cô? Hắn dịu dàng hỏi. Thừa Đức, Sơn Trại nghỉ mát Thừa Đức. Sơn Trại nghỉ mát, tôi thuận miệng nói. Tam Hoàng Tử ngạc nhiên. Sơn Trại nghỉ mát. Ha ha, tôi tên là Phúc Vinh, anh không nhớ sao? Hay là ngã xong đầu óc có vấn đề rồi? Vừa nói vừa giơ tay ra sờ sờ và chán hắn. Hắn nét mặt lạnh lùng, nhưng đầu tránh bàn tay tôi. Tôi mất hứng bĩu bĩu môi Rồi không thèm nói gì nữa Hắn cũng chẳng đáp lời im lặng nằm cạnh Tôi nghĩ cứ nằm thế này không phải cách tốt Cho đến lúc tôi chạy trốn Chắc chẳng thiếu sự tra tấn của tên này Tốt nhất bây giờ nói thẳng mọi chuyện <laughs> Tôi hắng giọng nói Tôi tuy không thông minh Nhưng cũng không đến nỗi là họ hàng của chư bát giới Chúng ta ngẩng ngay không nói chuyện ngầm Có chuyện gì cứ nói thẳng ra Cứ đi đường vòng thế này làm chi Hắn tò mò họ hàng của trừ bắt giới là ai không là ai cả chỉ là một tên ngốc ở kinh đô tôi tôi nói không lấy gì làm hứng khởi anh rốt cuộc muốn gì cứ nói thẳng ra biết đâu tôi lại hợp tác hắn chống người dậy quay sang nhìn tôi tôi ương bướng mắt đối mắt tôi không tin anh ta tiếp cận mình chỉ là để trêu ghẹo chắc chắn còn lý do khác tôi đang mong chờ sơn trại nghỉ mát khai báo không ngờ mình ngây thơ quá hắn chỉ nhìn tôi một lúc đến giấm cũng không đánh rồi lại nằm xuống. Tôi bực mình, coi hắn như không khí, bò dậy trèo lên giường, dở chân ra định đi ngủ. Sơn trại nghỉ mát cũng đứng dậy theo. Anh tốt nhất đừng có đến gần đây, tôi biết cắn người đấy. Tôi bực tức, sơn trại nghỉ mát chỉ cười, chỉnh đốn lại y phục rồi đi ra ngoài. Tôi thầm nghĩ yêu quái cuối cùng cũng đi. Không ngờ trước khi ra khỏi cửa, hắn đứng lại, quay người. Đừng xin đừng quay lại nữa, Nhìn đôi mắt hoa đào đang phát quang của hắn, tôi ôm chặt lấy chăn một cách vô thức. Sơn trại nghỉ mát nói, tôi phát hiện lần nganh thân này không vô vị như mình tưởng. Công chúa của tôi, ngủ đi, tối đừng có đạp chăn nhé, gọi thị nữ của cô vào ngủ cùng tốt hơn. Mãi mới có một câu nghe tạm được, cảm ơn, ngủ ngon. Tôi đáp, tối mai tôi lại đến thăm cô. Sơn trại nghỉ mát, nháy mắt, cười, rồi bước ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy có gì đó không ổn hắn vừa nói gì thế tối mai lại đến nữa tôi không biết mình nên khóc hay là nên cười trời ơi đất ơi các người đúng là không có mắt tôi cúi đầu nhìn những vệt đỏ đỏ trên ngực thấy mặt nóng bừng không được không được tôi không thể chờ đến lúc đang công việc đến cứu phải tự cứu mình thôi nghĩ rồi tôi mò dậy sắp xếp lại những bảo bối đang vương đầy trên bàn cho hết vào túi rồi lại lấy một ít vàng để vào trong người lúc cần thiết mạng sống vẫn là quan trọng tiền dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân